À vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Lâu quá rồi mới làm lại clip cho mọi người, bị chửi quá. Thì vì trên kênh YouTube thì mình cũng hiện nay cũng rất là bận nên mình cũng làm được ít video. Thì cũng mọi người cũng comment nhiều quá, nói là sao không làm nhiều video để mọi người theo dõi á. Thì như đã hứa ở những clip trước á, thì mình cũng đã từng nói về cái việc mà cái lưới ở bên dưới chuồng chim á, các bạn, thì mình giải bằng lưới để đựng phân chim á. Thì cứ đến khoảng 2 tháng hơn là mình bắt đầu dọn phân chim các bạn nhé. Thì hôm nay nội dung clip thì mình sẽ nói về cái việc mà dọn phân chim. Nhiều người cũng trao đổi với mình là tại sao không làm cái máng bằng thép á, để đựng phân chim, thì cho nó đỡ lọt phân chim xuống ở dưới những cái tầng khác các bạn. Thì tại vì cái việc mà làm máng á, thực ra thì nó cũng cũng được, nhưng mà theo mình thì nó lại tốn thêm, thứ nhất là tốn thêm chi phí và nó cũng không cần thiết lắm á. Thế nên là mà ở trại mình thì làm cái lưới như này này, thì hai tháng, thì hơn 2 tháng thì mới bắt đầu mình gỡ cái lưới ra này các bạn nhé. Mình gỡ cái lưới ra như thế này. Đấy, mình gỡ hết ra. Xong đó thì mình sẽ kéo từng tấm lưới này ra. Đấy. Thì phân chim thì nó khi mà nó con chim bồ câu nó đi ỉa thì nó sẽ rớt xuống cái lưới đó mà. Nó đâu có rớt xuống cái tầng bên dưới đâu các bạn. Tại vì phân chim này là phân chim khi ỉa nó đã khô. Nếu mà lại ướt thì nó đã bị bệnh rồi. Rất là khô nên nó không có bị rớt xuống cái tầng ở dưới, nên các bạn rất là yên tâm. Nếu mà mình làm bằng cái máng á thì nó rất là bí luôn, rất là bí. Và nó nặng nữa. Nhiều khi mình cũng phải làm cái giá đỡ cho nó thì không, cũng không đáng. Với lại là mua những cái máng như vậy bằng sắt thì nó cũng rất là tốn kém nữa. Làm bằng cái lưới như này, những cái lưới tấm này các bạn này, cũng rất đơn giản mà. Đấy, thì đến tháng là mình sẽ kéo lưới này ra thôi. Mình kéo ra thì mình lấy phân chim ra. Đấy, nó cũng đơn giản mà, cũng không vấn đề gì cả. Và thực ra là cái việc mình dọn phân chim ở chuồng này thực ra khoảng 2 tháng hơn mình mới làm một lần. Chứ đâu phải là ngày nào cũng làm đâu mà phải lo lắng đúng không ạ? Đấy, mình sẽ kéo những cái sau khi mà mình rũ để gom phân chim về á thì mình lát nữa mình sẽ kéo nó ra. Ở trại mình hoàn toàn là giống chim bồ câu Titan Thái siêu thịt các bạn nhé. Thì hiện tại bây giờ nó cũng đang vào đẻ rồi. Nhiều con ấp thì bây giờ cũng bắt đầu cho chim ra ràng rồi nhé. Đây, những cái lồng chim hơn 2 tháng thì bắt đầu phân chim ở dưới cũng rất là nhiều rồi. Đấy các bạn. Đấy, bắt đầu mình kéo những cái miếng lưới ra này. Đơn giản thôi. hai ba người là mình cũng có thể làm được công việc này rồi. Đấy, những tấm lưới này sẽ được kéo ra bên ngoài để mình gom phân chim lại. Mình làm video này thì mọi người có thể dễ hình dung. Nhiều khi mọi người hỏi chat trên fanpage của mình là Nông Dân Làm Giàu á, thì mình nhắn tin thì nhiều người họ cũng không hình dung được á, nên mình làm video này thì mọi người dễ hình dung hơn. Đấy, phân chim thì sẽ được gom lại cái này các bạn nhé. Phân chim này thì thực ra cũng nếu mà bán thì vẫn rất là có tiền đấy. Nhưng ở trại mình thì mình gom lại để mình bón cho cây ăn quả luôn. Thì ở vườn của mình ở trên Đắk Lắk thì cũng khá là rộng. Cũng có cà phê với cây ăn trái thì mình bón cho cây luôn. Phân chim này mình ủ thì mình bón rất là tốt. Đấy, mình sẽ gom lại đều này là sạch sẽ mà. Rồi cái tấm bạt ở dưới thì mình vẫn có thể mình rửa đi rồi mình dùng lại tiếp được các bạn nhé. Chứ mình chưa có vứt đi đâu. Khi nào nó bị mục á, khi nào cái tấm lưới nhựa này mục á thì mình mới vứt đi thôi. Chứ không thì mình vẫn dùng lại được bình thường mà. Không vấn đề gì cả. Có khi dùng cả một năm mình mới phải vứt cái tấm này đi. Đấy. Những cái tấm lưới này thì mình gỡ ra, lát nữa mình sẽ
sẽ móc lại thôi, sau khi mà được rửa sạch thì mình sẽ móc lại. Đấy, các bạn có thể quan sát thấy là những cặp chim bồ câu Thái của mình ở trại mình rất là to này. Tại vì nhiều người cũng có hỏi mình về cái việc mà bồ câu ti thân Thái siêu thịt này nó có cái ưu điểm gì hơn so với bồ câu Pháp á. Thì mình cũng trao đổi rất là nhiều với khá là nhiều người gọi điện trao đổi với mình, thì thực ra là cái chất lượng thịt cũng như là cân nặng của bồ câu Thái này nó hơn hẳn so với bồ câu Pháp luôn. Bồ câu Thái thì các bạn thể dễ dàng quan sát là nó có hai vài chở cánh các bạn nhé, và nó có màu màu nâu sậm này. Đây con này thì có rất nhiều cặp chim đang ấp. Con nào ấp thì mình cho nó ấp các bạn nhé, còn con nào mà không chịu ấp thì mình sẽ cho ấp bằng máy luôn. Ở trại của mình thì có mua máy ấp trứng rồi. Con nào không chịu ấp thì mình sẽ cho ấp luôn. Đây. Hiện tại là những cặp chim ở trại mình nó bắt đầu vào đẻ hết rồi. Đấy, và bắt đầu vào đẻ hết rồi. Những cặp chim rất là to. Và mọi người mà có nhu cầu mua giống á, hoặc là trao đổi kinh nghiệm á, hoặc là mua bồ câu ra ràng, thì mọi người có thể liên hệ với trại Minh Dũng có địa chỉ ở Đắk Lắk và Bình Dương các bạn nhé. Thì mình cũng vẫn có thể trao đổi cho anh em, những anh em nào mà có nhu cầu mà nuôi chim bồ câu á, thì mình có thể trao đổi. Và những cái lượng phân chim đây các bạn này, thì mình sẽ gom vào như thế này. Mình sẽ gom vào. Sau lát nữa mình sẽ dùng bao. Sau đó mình sẽ dùng bao mình đổ vào. Rồi mình sẽ đem đi đi ủ các bạn nhé. Đi ủ mình mới bón cho cây được. Chứ mình bón ngay như này thì nó nóng và nó chết cây đấy. Mình phải đi ủ nó. Và mình tính khoảng thời gian tầm khoảng 2 tháng hơn đấy, chứ ở những cái trại của anh em, ví dụ như là mà khi nào mình thấy cái lượng phân chim ở dưới nhiều á, thì mọi người cứ dọn thôi. Nhưng mà thường thường ở trại của mình thì khoảng tầm khoảng 2 tháng là mình bắt đầu mình dọn rồi. Ở những cái tấm lưới này thì mình sẽ giặt đi các bạn nhé. Mình sẽ giặt đi rồi mình mới móc lại ở dưới tiếp. Ở những cái trại của mình thì cái lượng phân này lớn thì mình vẫn có thể đem bán. Mình vẫn có thể đem bán được mà vẫn có tiền. Ở trại của mình thì có cây thì mình bón thì cũng không cần phải bán. Đây, cái việc mua những cái tấm lưới này thì nó cũng đơn giản và chi phí nó không nhiều. Có nhiều người cứ băn khoăn về cái việc mà phân chim vẫn lọt xuống dưới. Mình thấy ở trại mình dùng hết sức bình thường mà. Cơ bản nó phân chim nó không lọt được xuống dưới đâu các bạn. Phân chim này mà nó đâu có lỏng như nước đâu mà nó lọt từ từ cái khung nào xuống ở bên dưới được. Nó vẫn hứng hết sức là bình thường. Những cái cặp chim bồ câu Thái siêu thịt ở trại mình là hầu như là trên 5 tháng tuổi hết rồi, bắt đầu vào đẻ rồi, bắt đầu vào đẻ rộ luôn. Và bồ câu từ lúc mà nở các bạn, từ lúc bắt đầu quả trứng nó nở, từ lúc quả trứng nở mà đến lúc mà mình bán bồ câu ra ràng ấy, thì tầm khoảng 25 ngày các bạn nhé. Tầm khoảng 25 ngày là chim ra ràng, là cân nặng của nó là khoảng trên 5 lạng rồi, là mình mà có thể bán rồi đấy. Và những cái con chim nào mà cân nặng mà cũng khoảng trên 6 lạng ấy, đấy, thì những cái con đó thì cũng khi mà mình quan sát mình thấy cái chất lượng của nó mà nó kiểu như là nó nhỉnh hơn những cái con khác thì mình có thể lựa làm giống được. Cái việc mà lựa chim làm giống á, thì ở cái clip trước đó thì mình cũng trao đổi cho anh em rồi.
như là như lông con nào mượt này, ví dụ là mình nhìn lông này, nhìn màu sắc của nó và nhìn đầu của nó và cái độ linh hoạt của nó thì mình có thể lựa làm giống. Nội dung clip này thì mình nói về cái việc dọn phân chim như thế nào thôi, dọn chuồng trại sạch sẽ như thế nào. Còn cái nội dung khác thì mình sẽ đề cập ở những video tiếp theo. Và mọi người có thể nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình trên Facebook hoặc Zalo hoặc là YouTube này các bạn này. Thì mình những cái nội dung nào mà mình thấy anh em comment nhiều thì mình sẽ làm cái nội dung đó. Là mình cũng tranh thủ hết sức thôi, tranh thủ hết sức về để làm video cho anh em xem. Thì nhiều người cũng rất là hóng những cái để theo dõi cái nội dung của kênh Nông Dân mình nhá. Thì cũng để trao đổi kinh nghiệm cũng như là mua giống thôi. Thì ở trại mình cũng, Minh Dũng mình thì cũng trao đổi hết sức chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Và clip hôm nay thì mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn nhé. Và các bạn nào mà có nhu cầu mua giống hoặc là trao đổi kinh nghiệm thì cứ liên hệ với trại Minh Dũng ở Đắk Lắk và Bình Dương các bạn nhé. Thì khi mà gọi điện thì mình có thời gian nghe thì mình cũng trao đổi liền lại với anh em thôi. Và nhiều khi mà mình bận quá mình không nghe được thì anh em cũng thông cảm nhé.